Chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với anh em cái là đặt ếch đa năng nhanh nha. Đó, mình cũng đặt xong rồi. Nói chung là cái này nó nhỏ gọn, đặt theo cái đường nước nhỏ nhỏ trong ruộng lúa là ok nha anh em. Cái này cái hoành nó thì có khoảng 23-24 cm nha anh em. Vòng tròn này. Còn hai cái cánh á, thì mỗi cánh nó dài khoảng 30 cm, chiều cao thì nó khoảng cỡ 30 nha anh em. Nó có ba dòng, hai đầu vô nha anh em, đây nào có cái này để kéo vọt mưa tia để lấy ké cá ra nè. Hả, anh em thấy không? Chiều dài của nó là 6 tấc, 60 cm. Mình đang bán cái mẫu này nha anh em. Anh em nào cần cái mẫu lợp ếch đa năng này thì liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0936059090 nha anh em. Cái này mình số này mình xài Zalo, anh em nhắn tin vào Zalo số này thì mình trả lời cho anh em. Chào tất cả anh em luôn nha.